Hello, Béo xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay Béo sẽ ăn sáng nha các bạn. Vậy là hôm nay Béo sẽ mời các bạn ăn sáng cùng với Béo nha. Cái này Béo ăn bánh tráng cuốn các bạn ơi. Đây, có cái này là có tép, bún, rau, cái lươn hồng chiên các bạn. Đây là bánh tráng các bạn. Mời các bạn ăn sáng cùng với Béo nha. Đây là chén nước mắm nha các bạn. Tại giờ chỉnh góc quay quá trời luôn mà chỉnh cũng không được rõ các bạn ơi. Nãy giờ Béo cố gắng chỉnh góc quay dữ lắm luôn á. Thật sự là nhà đang ăn ở trên nhà trên các bạn, nhưng mà Béo ăn riêng với này nha các bạn. Tép nè các bạn. Nghe nó hơi chán nắng các bạn thông cảm, mà nãy giờ Béo tìm góc quay quá trời luôn mà không có chỉnh nó dễ lắm luôn á. Có thịt heo luộc nữa các bạn. Nãy giờ chỉnh góc quay ra mồ hôi luôn. Đây mà các bạn ăn gỏi cuốn buổi sáng cùng với Béo nha. Đây là bánh tráng cuốn đó các bạn. Bánh tráng cuốn thì gọi là bánh tráng cuốn đi. Mời các bạn nha. Ngon các bạn. Nhà la ăn trên nhà trên các bạn cũng đông lắm. Bé tính lên trước quay mà sợ ồn quá cho nên quay dưới này các bạn, quay riêng dưới này á. Mời các bạn à. Hơi cháy nắng các bạn xem không được rõ. Thôi các bạn ơi, sáng ăn mấy cái cuốn sáng ngon quá. Đây thịt heo luộc nữa các bạn. Cháy nắng lắm rồi, nhìn không rõ rồi. Rau. Tép nè các bạn. Đây là miếng cá đi hồng chiên. Bé cuốn hơi xấu rồi các bạn. Đây miếng cái bánh tráng cuốn của mình nè các bạn. Mời các bạn nha. Có ngon các bạn. Cá lươn hồng, cái lươn hồng mới chiên xong nó rất là giòn các bạn. Cá nắng quá. Bé tính ra vườn quay các bạn, nhưng mà hồi chiều hôm qua mưa cho nên bé không có ra vườn được. Để mình để bên cho các bạn thấy mình cuốn nha. Bé cuốn xấu các bạn ơi. Để bún nè các bạn. Rau nè. Thịt luộc nè các bạn. Một con tép. Và một miếng cá chiên nha các bạn.
Mấy cuốn xấu lắm rồi các bạn thông cảm nha. Wow, cuốn bánh tráng quá bự luôn. Bây giờ bé sẽ mời các bạn một cuốn này, bé xin kết thúc video anh các bạn. Mời các bạn nha, cuốn này bự nè các bạn. Mà hơi cháy nắng quá à, các bạn xem không rõ. Mời các bạn nha. Quá ngon các bạn ơi. Hơi sặc miếng ớt. Mời các bạn nha. Đây là bé ăn xong bữa sáng có báo rồi các bạn. Quá ngon các bạn ơi, bé xin kết thúc video đây các bạn. Bé tính quay nhiều nhưng mà góc quay nó hơi bị chá hơi sáng chút á, các bạn xem chứ không rõ, các bạn thông cảm cho bé nha. Nếu các bạn thích bé thì cho bé một like, chia sẻ và đăng ký để bé động lực làm những video kế tiếp nha các bạn. Còn bây giờ hẹn các bạn ở clip kế tiếp nha. Bye bye.